Bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng đánh giá cái chất lượng của pin Panasonic 186 NCR18650B dung lượng 3400 mAh cũ. Thì đây là một cái pin cũ, tuy nhiên cái chất lượng của nó còn khá là tốt. Bởi vì chúng ta có thể tiến hành đo cái nội đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành đo cái nội trở của pin để xác định xem cái nội trở hiện tại của pin là bao nhiêu. Thường thì các cái pin mới thì nội trở nó khoảng độ cỡ tầm 20 25 mA. Còn các pin cũ thì nội trở của nó cao hơn một chút. Các cái pin cũ thì thường nó sẽ khoảng độ rơi vào tầm 70 đến 100 mA nếu là pin cũ còn dùng được tốt. Còn các cái pin cũ hơn thì cái dung lượng cái nội trở của nó thì sẽ khoảng độ tầm trên 100 mA. Còn để dùng cho bóc sạc dự phòng thì tốt nhất là nên sử dụng các cái pin mà cái nội trở của nó không quá 150 mA. Thế để đo nội trở của pin ở đây tôi có cái iMac B6 mini. Thì đây là cái bản nâng cấp của iMac B6 mà nó hỗ trợ cho cái việc đo nội trở pin. Và để đo nội trở nó chính xác hơn thì tôi chế ra hai cái rắc quả chuối này. Thì rắc quả chuối này ở đây nó có được phủ mạ vàng cho nên là cái tiếp xúc của nó khá là tốt. Còn chúng ta không sử dụng các cái đế gắn pin này bởi vì khi gắn qua đế này thì cái điện trở tiếp xúc nó khá là cao, vì vậy mà cái việc đo nội trở pin nó không được chính xác. Đây, chúng ta chuyển qua cái chế độ mà đo cái nội trở của pin. Thì cái điện áp của pin này nó vẫn chưa đầy. Nó phụ thuộc thay đổi một chút trong cái điện áp của khi pin đầy thì cái nội trở nó sẽ giảm. Chúng ta sẽ check xem là cái nội điện áp của pin đang là bao nhiêu. Chúng thấy là điện áp của pin thì đang là 3.9V. Pin này đầy ở khoảng độ 4.2V thì theo cái một số tài liệu thì nó có thể lên được đến 4.3V. Cái nội trở của pin. Các bạn thấy là cái nội trở của pin đang là 24 mA. Như vậy cái pin này còn khá là mới. Nó gần như là cái pin mới luôn, mặc dù là nó là pin cũ được tận dụng lại. Nhưng mà nó còn rất là mới. Bạn có thể check lại cái nội trở của pin khi mà bạn còn gắn qua đế, tất nhiên là gắn qua đế thì nó sẽ không được chính xác. Bạn thấy là khi gắn qua đế do cái tiếp xúc điện trở tiếp xúc cho nên là bạn thấy đo ở đây nó không chính xác được 158 mA, trong khi mà chúng ta đo gắn hai cái rắc trực tiếp này nó chỉ có 25 mA. Vì vậy khi các bạn đo nội trở của pin thì tốt nhất là nên sử dụng các cái rắc có tiếp xúc tốt, và thứ hai nữa là cái dây càng ngắn càng tốt để giảm tối thiểu cái nội trở pin nội trở của dây, cũng như là cái xin lỗi giảm tối thiểu cái ảnh hưởng của điện trở của dây cũng như là cái điện trở tiếp xúc lên pin khi cắn vào đế. Thì các bạn thấy là lò xo và cái đầu này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái điện trở của pin. Thì mình đo được 158 ở đây, như vậy trừ đi khoảng độ 25 mA thì cái điện trở do dây và do tiếp xúc của nó ở đây cũng phải lên đến 123 mA rồi. Ở đây để đỡ hơn một chút thì chúng ta sẽ sử dụng các cái nâm châm. Đấy. Nâm châm. Thì cái nâm châm này sẽ ấn tiếp xúc cho cái đầu âm và cái đầu cực dương đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ cái lực hút nó sẽ chặt hơn. Và như vậy chúng ta không cần dùng đế nữa. Là thử kiểm tra 21 mA. Rồi, như vậy cái đầu tiếp xúc khá là tốt. Thì với cách làm như vậy thì chúng ta đã hạn chế được cái trở tiếp xúc của các cái giá. Vậy khi mà các bạn sử dụng các cái đế gắn này thì cái điểm dở của các cái đế gắn này đó là cái đầu tiếp xúc của nó sẽ không tốt, như vậy là khi bạn sạc có thể pin của bạn sẽ không để sạc đầy lên được đầu tiếp xúc này. Vì vậy mà bao giờ các cái bóc sạc
có được hàn cell bao giờ cũng tốt hơn, là chất lượng cũng tốt hơn là những chiếc bóc sạc mà được gắn cell đấy. Bởi vì chiếc bóc sạc gắn cell thì có thể là do điện trở tiếp xúc mà pin sẽ không bao giờ sạc đầy. Đó là lý do mà bạn nên mua những cái bóc sạc hàn cell. Còn nếu mà bạn đã có những bóc sạc này, tốt nhất là bạn sẽ phải gia cố thêm cái đầu này để cho làm sao tiếp xúc nó tốt. Có thể đẩy thêm cái lò xo cho nó chặt thêm. Hoặc tốt nhất là bạn gắn cell. Thì các bạn thấy là bao giờ trong cái bóc sạc dự phòng mà pin bán cho các bạn thì thường người ta hoặc ít rất ít khi người ta chế tạo kiểu như này, mà là hoặc là cái lò xo mà sử dụng cái lẫy rất là cứng. Ví dụ này, cái lẫy ở đây rất là cứng thì đẩy pin nó sẽ chặt hơn rất nhiều so với cái lò xo kiểu này. Hoặc thứ hai nữa là người ta thay các đầu tiếp xúc ở đây là bằng cái đầu bằng đồng thì như vậy tiếp xúc sẽ tốt hơn. Để hạn chế cái điện trở tiếp xúc ở đây. Đấy là khi mà tiếp xúc chặt thì cái nội trở của pin nó chỉ có 21 mA thôi. Còn khi mà tiếp xúc qua cái đầu này thì cái điện trở của pin chúng ta đo được sẽ cao hơn 21 mA. Pin này khá là tốt. Còn cái điện áp của pin 1,16. Như vậy thì cái pin này thực ra nó cũng chưa đầy hoàn toàn. Chúng ta trích lại bằng cái đồng hồ đo. Chị đóng đồng hồ đo đây. Cũng chỉ được 4,18 V. Chưa được đấy. Để tốt hơn một chút. Rồi, 20 mA. Bây giờ chúng ta thì check lại cái điện trở pin. Anh thấy là khi mà cái dung lượng pin giảm thì cái điện trở pin sẽ tăng lên. Pin pin đầy thì dung lượng cái điện trở pin chỉ khoảng độ 21 mA. Khi mà pin cạn thì dung lượng cái điện trở pin là đến 77 mA. Chờ cái điện áp pin vẫn còn cao, 3,24 V.